Okay, so today, bọn bọn thân ạ tì bàm bùn đừng ọc nế. Ta bọn bọn sọc sở bài đại tế. Lúc rưu xin khân ta bọn bọn nâng sọc sở bài đừng ọc nế. Hãy thường ngày nay dừng nâng mọc sọc xa ẩm bì mộc mùi chìa phô mùi chìa thân ạ tì bàm bùn chì mùi nâng lực rưu bọn đoàn thiệt hái. Hãy lực rưu nâng nông bọn bọn tật sọc xa nơi chung bục tì mùi. Dừng nâng dì ẩm bì bạc tế Campuchia. Điện tí bí dừng dì ẩm bí phốc trọp tí xo thòm chết nơi Campuchia. Phía tí bầy tầng ọc nìa. Ok. Chân ngày ní dừng mà to nơi ở đầm bọn tí xo bò dương tiết. Đại ca bí sạp bà đà môn môn nú dừng nơi dì ẩm bí đầm bọn băng tờ lê sát. Đại miên khai đôi chìa xìm riêp, cổ bông thông, cổ bông chân năng, bô sát, bạch đầm bọn, bài lân, đò miên chây, nâng bần thi miên chây. Khai tầng ọc ní cư chìa khai đáy nơi đầm bọn băng tờ lê sạp và được gọi nơi chung vinh băng tờ lê sạp bởi dương thì dây ông tích hai chọc băng tờ lê sạp tại mà đó cứ miên tập ra mê cứ khát xìm riêp của bông thống của bông sáng bô sát nâng bạc tờ bò bởi dương thì dây ông tích hai đồng bòn băng tờ lê sạp dự bốc bay khát và châu nế bài lên là đòi mình chơi hai nắng mình tiên mình chơi. Ok chân dương ở Kapisapada muốn dương đấng ai tha nơi đồng bọn thì mùi những mùi cư tay để miền đồng bọn tì xo xong khăn nơi tạm khát đi mùi những mùi phong đài đưa chỉ khát xìm hiếp nhé xìm hiếp xìm riêp ở phát sát ông cô vọt bà dôn tà prung tà cao bình tiết sẽ sát tay phát sát là bây ơi chỉ dù lung nặng mà hơi để chia cây đầm này đồn ta bỏ dưới. Ok hay mình còn lại tì xo chỉ trả ơn tiệt nhé. Ok nếu vậy thì dương ban nằm lắc cà pí sáp đa môn mình tay tê đấy hai dương nâng to tới tiệt nơi sáp đa và to ập đấy hai đôi chiếc khai bên trên mình chơi miền phnom bạc phnom trường trang miền lạ an phnom tôi miền bà sát bên tia chma nâng tập bèn thmo hay miền còn lại tê cho chỉ tra ơn tiệt nè bạn. Ok cho ngày nay dương nâng mà châu và to và dương tiệt đấy romithan thò mà chiết ở Campuchia rồi có đồng bọn tích xo nơi Campuchia. Ngày nay dương nâng màu sắc xa ông bì đồng bọn vía riêp mà đòn á. Dương mấy những dương từ sắc xa nơi đồng bọn bằng tỷ lệ sáp ở à lỡ dương màu sắc xa nơi đồng bọn vía riêp mà đó. Hai đồng bọn vía riêp nâng cư miền khát đôi chìa khát cần đá khát cầm bùng chám khát tạc cao khát bảy vên khát xoay riêng nâng riêng thiên ni nông bình phòng đài. Chân lực rưu trong xua thà ta khát cần đá miền đầm bọn tì xô ấy khá khát cầm bùng chám miền đầm bọn tì xô ấy khá khát tạc cao miền đầm bọn tì xô ấy khá khát bởi vên miền đầm bọn tì xô ấy khá khát xoay riêng nơi miền đầm bọn tì xô ấy khá hay nâng rì kì ni phnom pinh miền đầm bọn tì xô ấy khá. Ok chân dương mà mơ khát cần đá tầng ọc ní ai dương nâng mơ tù tù thà ta ơ nơi khát cần đá nâng miền đầm bọn tì xô ấy khá. Tí mùi dương thua bàn square khá khá rưu gọt thua bàn đưa khá khá hai đôi chìa khát cần đá cư phnom atara đại chìa phnom ụt đông rưu gọt phnom bà rì chật rộp tạp ôn bồn đại square ấy. Ok chân ní cư chìa romithan đại thật nơi khát cần đá mùi tiết kìa hào thà phnom thôn môn né phnom thôn môn phong đá có thật nơi khát cần đá nôm bỏ sắt gặp ôn và hai chỉ thua bàn đằng khá hơi nôm bỏ sắt nè cứ chỉ rôm đi than đài biên ở khai cần đà phòng đài nôm ấy kếp an nôm nè an nôm nè an nôm có chỉ rôm đi than sầm khăn đài tiết có đạt nhé ôn và có chỉ thua bàn từ lên hai có đạt có chỉ đầm bón rôm đi than tê cho sầm rạp tùm hai cầm san phong đài nè có đáy hơi miên ở quạt kiên xoay chế đa ông kiên xoay krau ấy sốt tại đồng bọn thị xo đài xâm khăn hơi miên đồng bọn thị xo chỉ tràn tiết đài dương riệp rộp mình bàn ọ nè. Ok à lời dương chênh bị khai cả đá dương mò mơ khai mùi tiết khai cầm bùng chàm tay mà đó và khai cầm bùng chàm hay cầm bông chám dương miên đầm bòn tây cho sầm khăn đôi chìa bà sát nà cô bà chây nhé sát nà cô bà chây miên ở
ប្រាសាទព្រះធាតុណាប្រាសាទព្រះធាតុមានភ្នំប្រុសភ្នំស្រីដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍បែបវប្បធម៌ណាអូខេភ្នំហាន់ជ័យណាភ្នំហាន់ជ័យដែលជាតំបន់ទេសចរណ៍ហើយមើលមកខាងក្រោមគឺស្អាតមែនតើប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃណាប្រាសាទភ្នំជើងព្រៃក៏ស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ចាមដូចគ្នាហើយនឹងទឹកឆាណា ទឹកឆាដែលជាតំបន់ទេសចរទឹកធ្លាក់ដែលបងប្អូនអាចទៅទស្សនាហើយនឹងងូតទឹកលេងកំសាន្តបានអូខេអញ្ចឹងយើងចេញពីខេត្តកំពង់ចាមយើងឆ្ពោះទៅខេត្តតាកែវម្ដងណាបាទយើងថាតើខេត្តតាកែវមានតំបន់ទេសចរអីគេខ្លះខេត្តតាកែវដំបូងគេនោះគឺជាតំបន់ដែនដីកើតឡើងដំបូងនៅទឹកដីកម្ពុជាយើងគឺ ភ្នំដាណាដែលស្ថិតនៅស្រុកអង្គរបុរីណាសាទភ្នំដាហើយនៅព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងមួយទៀតនោះគឺភ្នំបាយ៉ង់កោអូខេមានអីគេទៀតភ្នំជីសូដែលបងប្អូនធ្លាប់បានឮហើយអូខេមានទន្លេបាទីជាដើមណា โอเคហើយមានអ្វីដែលចុងក្រោយគឺតំបន់ទេសចរបែបទស្សនាដូចជាសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅអីជាដើមណាអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាតំបន់ទេសចរដែលស្ថិតនៅខេត្តតាកែវឥឡូវយើងចេញទៅខេត្តព្រៃវែងម្ដងថាតើព្រៃវែងមានតំបន់ទេសចរអីខ្លះអ្វីដែលសំខាន់នោះយើងធ្លាប់បានឮហើយគឺ រមណីយដ្ឋានដែលសំខាន់ដែលយើងធ្លាប់ល្បីល្បាញតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែលភ្នំគេហៅថាបាភ្នំណាបាភ្នំដែលយើងជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដែរតាក់ទងទៅនឹងដំណើរទឹងទុំទាវណាទុំនៃគាត់បួសនៅវត្តបាភ្នំឈើកាច់ណាអូខេកាច់បាភ្នំ โอเคให้ในดับบอลแคดดิ้งคือเกี่ยวกับจงปอมในจุดเตอร์เกี่ยวกับดอกชอลมาให้ในที่นู้นพวกชอลบอลสดเกี่ยวกับชอลแบบบักไฮตึกลายนู้นคือหักชอลจุ่มโน่สมดังไงโอ้จุ่มโน่ทะเลนะเมนจุ่มโน่สมดเต้สมุทรสายบ่ายโอเคจังจริงไปแคดไปเว้ยยังเตอร์แคดสไวเรียงมาดองให้จำยังต้องหลับมาพนมเป็นเว้ยนะโอเค ຈຶ່ງយើងមកមើលខេត្តស្វាយរៀងម្ដងខេត្តស្វាយរៀងតើបងដឹងទេថាមានអីបាទមានដូចជាព្រៃបាសាក់ណាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលេចធ្លោនោះគឺតំបន់ទេសចរព្រៃបាសាក់ដែលស្ថិតនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃច្រើនគេហៅព្រៃបាសាក់ព្រៃបាសាក់ហ្នឹងអូខេហើយមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិច្រើនណា โอเคยังเราเยังตลอดมาที่กรงพนมเป็นยังเว้นเราสายยังดาวชราน้อยเดินบอลเรียบนี้โอเคแล้วยังมาเมื่อในพนมเป็นยังมีโดยเฉพาะพนมลูกยีเป็นหรือก็หาพนมโดนเป็นมีแปรบรมริจเวียงมีวิหีประกาศมรกตนะมีสระมณีจิตหายมีตุลีบุญมกหรือก็หาตุลีมกบุญนะกาตุลีจะตุมกนะ จังนี่อาชีรุภีบได้บางหายังปีวัดพนมหรือก็แก่หาทับพนมลูกยีเป็นหรือก็พนมโดนเป็นยังไงโอเคหายมีนแปรบรมริจเวียงหายยังอาโจลตุสนาโจลตุอิบานนะหายในขนมพระริจเวียงนู้มีนแปรบรมริจเวียงนู้มีนวิหีประกาศมรกตในที่นู้หายมีนกบายนู้เทียดคือมีนสระมันตีจีดหายในตัวมกเวียงนู้คือ ให้หมดตุนเลหรือก็คายตุนเลหมกบุญยังอาจุสนาอาจลมหายอารมณ์บานโอเคจังทั้งไงดีจูบลูกครูแต่ปนังเจ้าให้ยืนจุบนี้เดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปตอบเตี้ยให้ชุนโปโปนโปนสกปรกล้อนั่งสำนางล้อต่างอักเนียให้คอมพลีทสมบูรณ์เมื่อมีเรียนประไทยให้มือบานชราดอง ហើយព្យាយាមធ្វើសំណួរដែលលោកគ្រូដាក់ទៅនៅក្នុង Google Form ណាអរគុណច្រើន